Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều trang mạng xã hội như là Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn và YouTube. Có bao giờ bạn tự hỏi YouTube là gì? Mình là một người làm YouTube đã được 9 tháng rồi mà hôm nay mình mới biết chính thức về những thông tin này. YouTube là một nền tảng chia sẻ video trực tuyến của Mỹ, có trụ sở chính tại San Bruno, California. Nền tảng này được tạo ra vào tháng 2 năm 2005 bởi ba nhân viên cũ của PayPal, đó là Jack Hurley, Steve Chen và Jack Kerim. YouTube đã được Google mua lại vào tháng 11 năm 2006 với trị giá 1,65 tỷ đô la Mỹ và hiện là một trong những công ty con của Google. Vào đầu năm 2020, dịch bệnh Covid hoành hành và bắt đầu lan mạnh tại Mỹ. Vào tháng 4 2020, tất cả bị lockdown, các cơ sở thương mại đóng cửa, học sinh phải nghỉ học. Mình thời gian đó cũng nghỉ học. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà, stress kinh khủng luôn. Thời gian đó bên Mỹ có phong trào phát thực phẩm hỗ trợ mùa dịch. Mình cũng tìm hiểu đi theo lãnh thực phẩm và muốn chia sẻ với các cô chú, anh chị và bạn bè bên Việt Nam là mình bên Mỹ vẫn ok. Thế là video đầu tiên trên YouTube của mình ra đời vào ngày 12 tháng 8 năm 2020. Và duyên đưa đẩy có thêm video thứ hai, thứ ba và sau 9 tháng 10 ngày thì mình đã ra đời được hơn 60 video. Nhờ sự thương yêu, ủng hộ của quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thì hôm nay thì kênh của Suka đã chính thức trở thành đối tác của YouTube rồi đó. Sau đây là những hình ảnh đẹp về số người đăng ký kênh của mình. Mình đã lưu lại để giữ làm kỷ niệm. Mời mọi người cùng xem nha. Hello mọi người, Suka đây nè. Hôm nay Suka rất là vui vì là kênh YouTube của Suka đã đạt tiêu chuẩn 1.000 người đăng ký và đủ 4.000 giờ và kênh của Suka đã chính thức là đối tác của YouTube rồi. Lời đầu tiên Suka cảm ơn đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Suka trong suốt thời gian vừa qua. Suka mong rằng mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ Suka trong thời gian kế tiếp ha. Bên cạnh đó thì Suka xin cảm ơn ba mẹ, cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ở dưới miền Tây. Mọi người vẫn luôn ủng hộ thôn nữ miền Tây tại Mỹ. Cảm ơn cô Ngáp, cô Thắm, chú Hưởng, chị Hiền, anh Dương, chị Hạnh, bé Yến và tất cả mọi người ha. Bên cạnh đó thì cảm ơn bé Đan Vi lúc nào cũng luôn ủng hộ cô Suka. Ở nhà bé Đan Vi có tên là Suka đó. Và cảm ơn Ốc. Ốc tuần nào cũng dành một máy để ủng hộ cho Di
và là ốc cũng muốn chat cho chồng cứ đòi chat vô hoài à. Mà tại vì mẹ không có cho, mẹ ốc nói là sợ ốc chat tùm lum, nhưng mà không có sao đâu, cứ để cho ốc chat thoải mái đi, không có sao hết. Hôm nay á, mình mặc cái áo này á, đó là áo nhóm của mình, đó là nhóm chiến binh YouTuber Việt. Mình làm YouTube được khoảng 2 tháng á, thì là cái kênh của mình á, được khoảng 30 mấy người đăng ký thôi, và cái lượt người xem cũng rất là ít. Thì lúc đó cũng lang thang trên Facebook và có đi coi một số nhóm sụp chéo ở trên Facebook đó, thì là tình cờ là gặp một cái video giới thiệu của một bạn tên là Trưởng 88. Bạn đó là thành viên của nhóm chiến binh YouTuber Việt á. Bạn đó giới thiệu về nhóm và cái video đó nói về 1.000 người đăng ký kênh. Thì lúc đó thì mình cũng tò mò và mình đã tìm hiểu và đã xin vô nhóm chiến binh YouTuber Việt. Thì sau khi tham gia nhóm được khoảng 6 tháng á, thì là kênh YouTube của mình thì cũng đã đủ điều kiện để trở thành đối tác của YouTube rồi. Mình cũng rất là vui. Hình như cái số 8 nó đem lại lucky cho mình thì phải. Suka cảm ơn AD Vô Thường, cảm ơn AD Chessie và tất cả các AD trong nhóm chiến binh YouTuber Việt đã luôn hướng dẫn và giúp đỡ Suka trong thời gian vừa qua. Mong mọi người vẫn luôn giúp đỡ và hướng dẫn Suka trong thời gian kế tiếp ha. Và Suka không thể nào thiếu đó là tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trong nhóm chiến binh YouTuber Việt. Mọi người vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ và ủng hộ Suka. Có một số AD và một số bạn không còn ở trong nhóm chiến binh nữa, nhưng mà các bạn vẫn luôn nhiệt tình ủng hộ và hỗ trợ Suka trong quá trình làm YouTube. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Những ai cần phát triển kênh YouTube về lượng subscriber và số người đăng ký kênh á, thì là hãy tham gia nhóm chiến binh YouTuber Việt ha. Mọi người có thể liên lạc Facebook là Suka Hồng Xín, hoặc là các bạn có thể liên lạc với AD Vô Thường là trưởng nhóm cũng được luôn. Và kế tiếp đó là Suka cảm ơn nhóm của anh Ngữ Trần ở bên Mỹ này và các anh chị ở khắp nơi trên thế giới của nhóm anh Ngữ Trần, như là chị Lisa, rồi chị Sang ở bên Úc, và rất là nhiều các anh chị luôn hỗ trợ và ủng hộ Suka trong suốt thời gian làm YouTube vừa qua. Cảm ơn anh Ngữ Trần và tất cả các anh chị trong nhóm của anh. Chúc anh và tất cả các anh chị trong nhóm của anh thành công trên con đường làm YouTube ha. Làm YouTube cũng là một cái duyên, và mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm trong quá trình làm YouTube. Ví dụ như là cái video đầu tiên mà mình quay về lãnh thực phẩm á, thì vừa ngồi trên xe vừa quay video á, sợ kinh khủng luôn á, sợ bị phạt á, tim đập thình thịch á, bây giờ sợ rồi, ra đường không dám quay nữa đâu. Rồi còn cái video á mà mất rất là nhiều thời gian của mình á, đó là cái video làm bánh chưng. Cái video đó là mình làm tới 4 ngày mới xong đó. Mình vừa gói bánh nè, rồi vừa chuẩn bị nguyên liệu và vừa phải quay video, rất là cực luôn. Rồi xong rồi đến ngày thứ tư đó là mình thử sản phẩm của mình và mình quay video, đó là ăn bánh. Khi mà luộc bánh xong đó mà ăn bánh đó, thì lúc đó là 10 giờ đêm rồi, mà cắt ra cái bánh nó là 1/4, cái bánh chưng thì nó rất là lớn. Ngồi xong rồi làm video, vừa ăn vừa nói, ăn hết 1/4 cái bánh luôn. Khi mà quay xong thì lưu lại không có được, vì cái bộ nhớ của cái phone nó đầy quá rồi, thế là nó lưu vô không được. Thế là tối hôm đó nguyên một bụng bánh chưng no luôn mà không làm.
làm được gì hết. Xong rồi sáng hôm sau á, thức dậy không có ăn cái gì hết. Xong rồi ráng nhịn đói, còn chứ chưa đó bắt đầu là ngồi mở cái bánh khác ra quay ăn tiếp. Và cái video đó mình rất là nhớ, không có quên. Tại vì cái video đó là mình ăn gần hết cái bánh chưng đó. Khi ăn đó thì quay video nhiều khi á, ngồi nói sai á, lỡ ăn miếng bánh rồi mà nói sai á, thì sẽ phải lấy cái bánh khác thế vô và ăn lại. Nên là cũng có nhiều cái cũng rất là vui. Hôm nay là mình có cái bánh để ăn mừng kênh YouTube của mình đã trở thành đối tác của YouTube. Bánh rất là dễ thương. Cái bánh mình chọn đó nha. Màu đỏ là màu lucky, mình rất là thích. Bây giờ mình sẽ cắm cây nến ha. Mình làm YouTube được 9 tháng rồi, 9 tháng 10 ngày. Nên là mình có 9 cây nến luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây thì là họ có con dao, và trên con dao đó là họ có cái đồ quạt lửa luôn. Để mình đốt lên. Mình rất là vui và cảm ơn đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ Suka trong suốt thời gian vừa qua. Mong mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và nâng đỡ ủng hộ Suka trong thời gian kế tiếp ha. Mình cầu nguyện. Giờ mình thở nén ha. Bây giờ Suka sẽ cắt bánh, mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức ha. Bánh này là bánh strawberry, rất là ngon luôn. Để đây mới thấy nè. Đây một miếng. Đây một miếng nữa. Mình cắt nó không có được đẹp, nó hơi xấu. Không có sao, bánh ngon là được rồi. Suka mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Mình sẽ ăn thử bánh ha. Bánh này là bánh vanilla strawberry, rất là ngon luôn. Mình cũng rất là thích ăn bánh kem nữa. Ngon lắm luôn á. Ở trong nó là thơm nữa. Ngon tuyệt vời luôn. Mình đã là thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là bánh kem á. Bánh kem á, có dịp gì á là tôi mua bánh kem ăn. Một ngày nào đó mà không phải là birthday gì á, nhưng mà ngày đó happy á, cũng mua bánh kem ăn luôn. Bánh ngon lắm luôn á.
Mình rất là thích mua bánh ở các tiệm bánh này, rất là ngon. Những cái bánh kem mà trong những video trước của mình là đều mình đều mua ở đây hết á. Ngon. Có strawberry nữa, strawberry tươi luôn. Ngon tuyệt vời. Hết rồi. Ăn cái này phải ăn 2 miếng mới đỏ. Ăn miếng chua đỏ. Mình cắt nó bể rồi. Nó hơi xấu. Không có sao. Bánh ngon này được. Suka cảm ơn đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Suka trong suốt thời gian vừa qua. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Suka trong thời gian kế tiếp ha. Và những ai lần đầu tiên ghé kênh Suka đó thì Suka mời mọi người ủng hộ, bấm nút like và mọi người nhớ đăng ký kênh nha, để đồng hành cùng Suka trong những video kế tiếp nữa. Suka cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Và trong quá trình làm YouTube đó, thì nếu mà Suka có những gì sơ sót đó, thì mong mọi người thông cảm. Và rất là mong sự ủng hộ, góp ý của mọi người để Suka rút kinh nghiệm và làm YouTube được tốt hơn. Bánh ngon quá. Mình ăn hết 2 miếng nè. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của Suka. Chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công. Và Suka hẹn mọi người trong những video mới tiếp theo của Suka ha.